Nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, tối ngày 8 tháng 3, Thành đoàn thành phố Tây Ninh và Chi đoàn Công an thành phố tổ chức đoàn đến thăm, chúc mừng các nữ công nhân vệ sinh đang làm việc trên các tuyến đường. Dù là phụ nữ, thế nhưng do đặc thù công việc, các nữ công nhân vệ sinh phải làm việc trong khung thời gian từ 20:30, có khi đến 1-2 giờ sáng hôm sau mới hoàn thành nhiệm vụ. Đó là chưa kể những hôm trời mưa gió, hoặc phải đối mặt với những tệ nạn xã hội có thể xảy ra khi trời tối, vắng người. Tại mỗi nơi đến thăm, các bạn đoàn viên thanh niên ân cần thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ những khó khăn, vất vả trong công việc, đồng thời trao tặng hoa và quà chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Thì góc độ của đoàn thanh niên thành phố thì mong muốn mang đến một cái niềm vui, một cái ý nghĩa và đặc biệt là mang đến sự tri ân gửi đến cho các cô, các chị là những người làm cái công tác vệ sinh đường phố, tiếp thêm động lực cho các cô sẽ góp phần làm cho thành phố của mình ngày càng thêm xanh sạch đẹp hơn nữa. Chị rất vui được sự quan tâm của nói chung là xã hội, mấy em cơ quan nhà nước rồi vậy, chị cũng bất ngờ. Nói chung là đây cũng là động lực để chị mỗi ngày chị đi làm. Ngày hôm nay 8 tháng 3 mà được mấy em tặng hoa như vậy là rất vui, rất mừng. Thì đây là lần đầu tiên mà bên chi đoàn công an thành phố cũng được tham gia cùng với ban thường vụ của thành đoàn. Thì em cũng, bản thân em thì em cảm thấy là cái hoạt động này nó rất là ý nghĩa. Qua cái hoạt động thì mình mới cảm nhận được cái nỗi vất vả của mấy cô. Lúc mà mình đến thăm mấy cô, mình thấy mấy cô bất ngờ mà vô cùng, bản thân thì mình cảm thấy vô cùng xúc động. Đây là một trong những hoạt động thường niên của thành đoàn thành phố Tây Ninh. Thời gian tới, hoạt động này sẽ tiếp tục được thực hiện vào các dịp lễ Tết và mở rộng hướng đến các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khác.